tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi bên nhà ông Sùng Nghiệp Báo. Đấy, vừa lên đến đây nhá. Thì hôm nay mình có mua quần áo này lên cho ông cụ này, với cả thức ăn. Đây là số tiền của chị Nguyệt nhá. Chị có gửi cho mình 500.000 để mua quần áo cho ông, với cả tiền mua thức ăn. Đấy, hôm nay trời nắng rất to. Hôm nay là trưởng thôn với mấy anh em là bắt đầu tiến hành xây nhà tắm cho ông cụ. Đây chắc là đang đổ móng đây. Chào trưởng thôn nhá. Vâng, chào. Sáng nay làm từ mấy giờ? Sáng nay làm từ 7 giờ. 7 giờ rồi cả. 7 giờ. Dọn xong rồi. Thì sáng lúc mà em điện cho anh thì anh bảo là anh chưa lên được. Về lúc đấy thì... Ra từ lúc 7 giờ nhưng mà cũng làm từ lúc tắm nên bắt đầu làm chứ. Đào móng xong hết rồi à? Xong rồi. Nhanh thế nhỉ? Ừ. Có mấy người làm? 3 người nhưng mà 2 người đang đi đón vợ đi chợ đang đi đón. À hôm nay có chợ phiên ở dưới kia phải không? Chợ phiên. Ừ. À tí anh mua gà lên rồi mà mấy anh em mình nấu cơm cùng ông cụ luôn nhá. Vâng. Đấy gà rau cỏ ở đây hết rồi. À lúc ấy còn mua cả thịt băm lên cho ông này. Bởi vì ông không có răng nên là mình phải mua thịt băm. Thì rang lên cho ông. Rồi xách đồ này vào đây hết. Quần áo này để lên đây cho ông. Tí cho ông mặc. Đây là toàn quần áo mùa hè rồi. Vì mấy hôm nay thì miền Bắc là bắt đầu miền Bắc là mấy hôm nay trời bắt đầu nắng ấm dần rồi. Đây cho cả sỏi vào rồi phải không? Cả sỏi vào. Ra làm cái này đơn giản thôi mà. Anh tưởng là ba người làm chắc mai xong nhỉ. Yeah. Mai xây xong. Ba người thì đổ móng cho nó khô đã đúng không? Ừ, chiều chắc là đào bể phốt luôn à? Chiều làm bể phốt luôn. Ừ, đổ móng cho khô mai bắt đầu xây. Chiều nay là đào bể phốt ngay chân này. Thế là nhanh thôi. Cái này kích thước bao nhiêu? Cái này à? Ừ. 2m với lại 2m3. 2m3, 2m à? 2m3. Ừ, trong lồng ấy. Trong lồng à? Ừ, trong lồng, ngoài không. Thế coi như nó sắp vuông rồi nhỉ? Thế thôi, nói chung là một mình ông thì thế thôi mà. Trường Thuất ơi, Trường Thuất bảo với ông bảo là thay quần áo mới này xem là mặc xem nó oách xà lách ra không. Hôm nay là mình mua quần áo mà anh ấy biết là mình đi làm từ thiện nên là anh ấy còn cho thêm một cái áo với một cái quần đùi này. Đây cái quần đùi này. Lấy cái chân làm tháo nào. Lấy cái chân làm mù. Hai quần này. Đâu như tầm quần áo mùa hè. Hai cái này nhìn màu nó nhìn giống nhau đâu nhưng mà không phải màu giống nhau nhá. Khác nhau thì. Ông thích cái đấy, ông thích này hả? Đấy loại nhiều túi này là ông thích rồi. Ông đổi luôn hay mới luôn. Nam thấy coi cho còn hai chân rồi. Đây áo mới nhá. Mua cho ông. Mua ba cái nhưng mà anh ấy lại cho thêm một cái áo với một cái quần đùi này. Biết là mua lên đi từ thiện đấy nên là anh cho thêm. Thêm à? Đổi luôn. Đấy. Không cái áo kia suốt ngày ông mặc. Nó ít lìa cho. Thay mới được rồi, hôm nay trời nắng ấm rồi. Bảo ông thế. Trời đang nắng rất là to này. Bây giờ trời ở miền Bắc này thì cũng không lạnh rồi. Bây giờ là nóng lắm rồi đấy. Trưởng thôn nó toát hết mồ hôi rồi. Mặc áo cộc. Mặc áo cao tay rồi. Đấy. Thay mới luôn. Hôm nay mặc trời mới, quần áo mới.
không có thấy suốt ngày ông mặc cái áo kia nhỉ? Áo kia có nhiều túi là ông để ít tiền, ông suốt ngày ông cầm. Ông vì ông có mà. Có to không nhỉ? Bình thường già. Người già mặc này thì được rồi, lại thay luôn quần luôn. Đây có lúc nào na ra lúc nào mà. Đấy, ông còn biết đi thay quần ở ngoài nhá. Và sang hội trường là thay được hả? Ông đi thay quần. Cái mình chắc xin thì không đủ. Không đủ mình đây có mình đi chở thêm hay. Hôm trước là có một anh giấu tên là anh có gửi 500.000 để mà hỗ trợ tiền làm nhà vệ sinh. Tổng số tiền bây giờ mình nhận được làm nhà vệ sinh cho ông cụ là 6.500.000. Hằng cười. Trường tôi hỏi là đẹp không? Thích không? Xe à? Ông định làm gì ấy nhỉ? Ông đang che bụi. Bóng này là được rồi, đảm bảo rồi. Mình không đủ máy nên là thoải mái. Thế tí hai người kia có sang đây ăn cơm không? Cái chỗ đó có. Có mà. Nó đi đón vợ về, nó về luôn bây giờ này. Tí mình luộc gà lên ăn cơm thôi. Luộc gà với canh rau ngót xong là rang cái thịt băm lên cho ông. Mình chủ yếu đấy, mình cũng cần làm bàn đó mà. Đúng rồi. Chủ yếu nó chắc đi thôi. Ta đấy để thông ra bể phốt à? Vâng, cái này em để. Bể phốt này sợ đào nó có đá ở dưới không nhỉ? Không, không có đâu. Chắc không có đâu. Không bảo đào. Làm ở đây, nhưng mà em tính ra mày. Sợ cái này không đấy, nhưng mà mình đào luôn như thế này. Ừ, đào luôn gần gốc cây này này. Gần gần xong cái thế này. Xong còn đổ đổ cả nắp nó nữa đúng không? Đổ cả nắp đấy. Ừ. Sáng nay là em đi lấy sỏi đâu về? Sỏi sáng nay em chở hai bao ở nhà mới về, không đủ em xin cậu họ một tí. Chở nhà ra. Chở nhà. Cá hộp mà lần trước mua lên cho ông vẫn còn này. Ông không ăn rồi, em ăn hột rồi. Hả? Ông không ăn rồi, vâng đấy em úp mì em ăn một hột rồi. Anh có ăn đâu, ông có ăn đâu. Chứ ông có thích ăn à hay là nào? Ông bảo nó ngọt quá, là. Ông ngọt lắm. Mới là ông ăn một hột thì ông phải ăn một ngày. Nhưng mà ông vẫn ăn thôi gì? Vẫn ăn rồi. Vẫn ăn là được, tưởng ông không ăn thì... Không ăn thì để hôm khác mua cái thịt hộp lên cho ông. Có mà ăn. Thịt hộp đấy mềm, ông mới ăn được. Không biết là ông có cái nồi to nào không nhỉ? À đây. Nồi này ông úp gì ấy? Tí luộc lên cái nồi này anh được. Cái đây ông đựng nước. Đi rửa cho ông à?
Ai da, thằng con này à... Chú Vịnh này, ra đây. Chú bảo cho cái kẹo này. Từ từ nhá, đợi chú lấy ra nhá. Có mấy người? Ba người à? Ui, vừa đủ ba cái. May quá. Đây, cho mỗi thằng cái kẹo mút. Mút chơi nha. Xin chưa? Xin chú chưa? Xin chưa? Đấy. Ừ. Còn cười thôi. Xin chưa? Sao hổ cái gì? Sao xanh đi. Đấy. Sao xanh? Sao hổ một lần kẹo ăn thôi nhá. Cháu xin chứ. Sáng nay em đi mở, sáng nay em đi mở phòng chờ bên này, phòng chờ bên này là em để cái đống đống tôn này, nhiều chuột cái này em đưa ông với lại em mang cái bẫy của ông, không nào ông bẫy đi bẫy chuột á? À? Đi bẫy chuột em đưa ông kia, ông đi dơ cái đặt chuột bay, ông cười ha ha, ông bảo là vui. Nhưng mà ông ở đây ông biết là ở đây ông có chuột khó thì mới xong lại bẫy được một con rồi. Em bảo là ông ơi, gà đấy anh rửa sạch rồi mà, cũng không cần rửa nhiều đâu mà. Ừ, em bảo là anh rửa sạch hết rồi. Gà này gà ta đấy, không phải là gà ấy đâu. Anh mua xong là anh cho hòm mủ cho ấy. Phải mủ phanh. Ừ. Không, không còn phanh được mà. Không phanh thì chậm khác. Chắc ông mới ăn được thịt gà thôi nhỉ, chứ xé ra cho ông nhỉ. Có. Ừ. Chứ mình xé nhỏ ra cho ông là ông ăn được. Rượu này không nhiều à. Chân ông như kiểu bị đau hay sao ấy nhỉ? Không phải đâu nhỉ? Hôm nay anh định mua cái bàn lên cho ông nhưng mà lôi ra đến ngoài này thì không có. Chắc là hôm nào mai ngày kia vào thì mua lên cho ông. Hôm nào mình đi lấy củi cho ông nhỉ? Trường đôn. Đi mỗi người lấy một vác cho ông về. Cho ông đun, thoải mái ông đun. Hôm qua em lấy một vác bé cho ông xác hết rồi đó. Hôm qua em đi lấy củi cho ông à? Lấy nhà ơi. À, lấy nhà em ra. Hôm nào mình đi lên đồi này, đi tìm cái cành khô này được mà. Đầy, đầy mà. Giờ cô không có thời gian với bên kia, đáy bên kia bây giờ mình họ hơi khác, bây giờ cái cây bé còn nhiều. Ừ, hôm nào lên, hôm nào anh lên sớm xong là đi. Cho cả ông đi cùng nhưng mà không cho ông vác củi đâu, cho ông đi chơi cùng thôi. Đi chợ. Ông đi chơi đi ông gió. Cảnh. Cái rau ngon thì tước ra được, cái đấy luộc luôn đi. Ông cả tiết rồi. Ừ. Tiết cũng luộc luôn. Xong là rau ngót tí cho vào nấu canh canh gà này. Thịt kia thì tí rang lên cho ông là được. Cái nồi của ông không có không á? Chắc là có chứ. Hay ông cất đâu rồi? Ông cất tí lắm ở đây rồi. Đấy. Đúng, nói không sai rồi. Cẩn thận lắm. Gà sôi chưa? Gà sôi rồi. Em vừa lật à? Em tên là gì? Sai. Sai à? Nhà có ở gần nhà trưởng thôn à? Không, ngay đây cơ. Ngay trên này á? Em sinh năm bao nhiêu? Em 91 rồi. À, 91 à? 91 ít tuổi hơn. Thế anh sinh năm bao nhiêu? Anh 90. Thế thì ngàn nhau tuổi. Ngàn nhau thôi. Bạn bè thôi nhỉ? Ừ, thôi, thì nó đi, nó về trước một tí thôi. Chắc nó đẻ trước. Nó đẻ trước tí. Đâu nhà em trên này à? Ở trên này anh thấy mấy nhà ở đây này? Phải không? Đây, đây, ngay cái chuồng trâu ấy. À, chuồng trâu đấy à? À, thấy gần đây. Hôm nào lên chơi tí nhỉ? Hôm nào lên chơi. Ừ.
Đi đường này lên, đi đường đất này lên phải không? Ờ, đi đường này lên, xong rồi đi xe máy lên nhà. Chào đại ca. Chào Trung nhá. Chào Hương nhá. À, đi lên đây à? Em chở vật liệu à? Đi qua đây anh ạ. À. Thế nhờ ngồi đây. Đây đây chỗ của ông Báo đây. Ở đây là nhờ nhà văn hóa thôn. Ông đây là nhà bếp. Hầu vất quá nhỉ anh nhỉ. Ừ, đang xây nhà vệ sinh với nhà tắm cho ông đây. Đây à? Làm bé thôi. Tôi... xong là dẫn nước về cho ông. Bởi vì ông có tuổi rồi, ông già rồi nên là suốt ngày ông cứ đi lò mọ đi xách nước ấy. Đấy, bếp cái thứ thì cho ở ngoài anh. Ừ. Đúng không? Hơi khói nhỉ. Bếp đến này khói quá. Nhưng mà cái này là thực ra là cũng là nhà bếp của bên thôn thôi mà. À, thế là bây giờ là ông đang ở nhờ à? Ừ, đang ở nhờ đây. Vất vất vả cho ông. Đang ở nhờ này. Này khói này ông sao mà chịu được, chắc là ở quen à? Trước xe là mình quên để cái ô thoáng cho ông. Mới có gặp hết nhà mà. Ở đấy đi, đóng vào càng bí này. Vâng. Bòi à, bòi à. Ở đây, cà chín à? Có thớt chặt không nhỉ? Chúng tôi đang rửa thớt à? Ừ, hơi cho nó khô tí. À, gà ngon đấy. Ngon đấy, gà này ngon. Gà ta mà. Béo ấy. Anh mua xong rồi anh cho họ mổ cho mà. Bởi vì sợ lên đây không có nước này nọ ấy. Trên này nó ít nước. Ừ, nên là mổ luôn. Thế để vào cho cái chậu. Mua chậu. Rau ngót thảo vào chưa? Đây đảo luôn. Nó sôi chưa cái này, rau ngót sôi chưa? Sôi rồi. Tí lấy cái đua mới hôm trước anh mua lên ra. Bởi vì hôm nay là có 4 5 người. 5 người nhỉ, cả ông cụ. Có một anh không ra. Hôm nay anh định mua lên cái bàn cơ nhưng mà ở dưới này anh tưởng ở trong này có nhưng anh chạy vào đây thì không mua được. Tí mình ngồi ăn cơm ở hội trường này nhỉ? Ở đây có bàn. Trẻ con ở đây đông. Hội trường này rộng đấy chứ nhờ chồng thôn nhờ. Thế em là cầm khóa hết ở đây à? Em cầm khóa hết. Ờ, đấy tí ngồi đây luôn. Đấy hôm nào định mua cái này này, mua cái loại ghế này cho ông cụ này. Mua cái này có cái bàn mà. Ờ, bàn nhựa ấy, bàn nhựa với mua mấy cái ghế nhựa này là được. Lên cho ông ngồi ăn cơm uống nước chè. Làm gì đấy? À ra đây hỏi đi, cái hôm qua tiền vật liệu là 2.860.000 à? Ừ, 2.860.000. Ờ, thế để anh gửi luôn tiền vật liệu nhá. Bớt cho 60.000. À, bớt hẳn 60.000 cơ. Nhiều quá nhỉ. 2.800.000 là 2.800.000 thôi phải không? Vâng. 1.000.000 này, 2.000.000 này, 500.000 này, 500.000 này, 600.000 này, 700.000 này, 800.000 này, đấy, 1.000.000, 2.000.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000 đấy, em đếm đi. Đấy, cầm nhá, vâng. Đủ tiền vật liệu nhá. Đấy, lấy túi đựng vào đàng hoàng đây. Đấy, lấy đựng vào một túi. Đấy, đựng vào một túi. Sợ mất nhiều tiền quá. Đấy, giờ còn anh còn có 40.000 này tiền lẻ. À, tiền bán nó hết tiền luôn. Có cái mâm nhỉ? Nhà ông có cái mâm mà. Có cái mâm mà ấy. Kỉnh, dao. Đây dao của ai ấy? Của ông ấy.
ông có con dao nè. Hai cái liền này. Nhìn như kiểu đao phủ ấy nhỉ. Trước dao gì dài ngoằng này. Chúng ơi đi ăn cơm đây luôn nhá. Ăn cơm xong là tí chiều tí nữa đi anh đi về mà nhá. Xong đi về anh vào nhà em chơi tí. Tết rồi, từ Tết đến giờ rồi. Rồi, ok. Từ Tết là chưa vào phải không? Con em có sang đây không? Em á? Ừ. Không, con em ở nhà. Từng sang đây thì để lại cái còng này cho nó. Nếu không phải chặt nữa. À, trưởng thôn này cũng được cái là không kiệt sỉ đấy nhỉ. Chà gà kiểu này là không kiệt sỉ đấy. Chặt miếng to. Quen rồi. Tháo toàn tháo khớp đây. Rồi. Thận nha, đứt tay nha. Dao này của ông bé quá. Để một cái miếng ức cho ông để tí mình xé cho ông. Chặt ăn một nửa này. Đấy. Kinh. Con gà trưởng thôn cắt làm hai phần. Mỗi bên làm 6 miếng thôi. Đấy. Đấy. Miếng này tí xé cho ông cụ đây. Gà này gà ngon đấy. Văn kê. Ngon đấy. Gà ta mà. Không phải cái gà nó bán ở chợ kia đâu. Gà chợ kia. Chán hết mà ăn gà chợ. Mấy người nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 người. Nó thịt này được chứ? Được thì bỏ ra cho ông này. Được rồi. Răng khô quá nó cũng cứng đúng không? Khô cứng rồi, không có răng nữa này. Cũng không có răng ăn được. Cho nó gọi là chín tới là được. Chín tới mịn là được. Đây xào lâu rồi. Này vừa tâm luôn, này ông em được. Bát tô hôm trước anh mua lên mấy cái mà. Ông xếp rồi kia hết. Đấy, thì múc canh ra nữa là được. Múc canh nữa. Múc vào cái bát tô ấy, bát tô ở trong chạp bát này. Múc ra một hai bát đi. Sáng nay là quên nấu cơm. Anh em cứ tập trung luộc con gà tán phét, thế là quên không được nấu cơm. Ấy, ông còn đang phơi nắng. Nên là ông ra đây phơi nắng. Nó mỏ. Ừ, nó. No. Nhớ chú ơi, bán cơm đi. Đi ăn cơm đi. Xong là bàn một tí câu chuyện nữa là. Chú ơi, ăn cơm đi. Gia đình mình là như thế thôi. Ừ. Thế là đi chạy lấy cái nồi này, nồi cơm ở đâu về? Ở nhà anh này. À, ở nhà xài à? Bảo ông ngồi đi. Sao đó? Ông ngồi đi ông ơi. Dịch chuyển được đâu. Cái này ghế liền rồi. Đi, ngồi đi cho. Ngồi đi anh. Ừ. Anh ngồi. Canh rau ngon. Gia đình mình thì nhà ông để như thế rồi. Ừ.
Ông nhậu này ông ngoan lắm. Ông ngoan lắm. Dạo này không thấy đi đâu nữa. Bảo ông ở nhà trông gạch nhá, bảo thế. Nào. Không được đi đâu, trông gạch đấy. Trông gạch trông gió bây giờ to hả? Nè hả? À, em muốn hát rồi hả? Chai rượu của nhà em ạ. Vâng. Em muốn hát rồi hả? Ủa, tỏ đâu có nhớ đâu mà. Nhớ mà, thấy cảm ơn mái già nhỉ. Mù chê. Mù chê. Ừ. Chừng thôn xới ra cho ông bát cơm ăn trước đi. Vâng. Hôm nay lần đầu tiên là ngồi ăn cơm cùng ông Báo. Em mưa rồi đây mà xài đấy. Có rồi đây rồi. Xới cho ông bát cơm xong là múc thịt băm này vào cho ông. Xới một lưng một thôi, chuyển loạn, đừng đầy quá. Lưng một cho nó ông ừ, cho ông ăn. Cho nó sống như là lát. Sau đó tí xé thịt gà cho ông. Sư Phan á. Ai chào. Sư Phan kìa. Sư Phan là tiếng Trung, tiếng Hán đấy chứ. Trung Hán. Ông biết tiếng Hán kìa. Có chứ, ông chưa. Ông là bây giờ tiếng Mông mình nói thì ông còn không ấy. Người ví dụ như bây giờ ông về ông còn nói tiếng Trung. Ủa, sao mình lại. Ông siêu ấy. Trung bát chưa, Trung. Cho anh một lưng thôi, cho nó. No. Tôi luôn bảo ông ăn đi. Ý nữa đợi ông ăn thịt băm xong là xé thịt gà. Để ra cho ông một miếng ức để. U đừng cu đâu. Đâu nó đi. Bảo nó vào để ăn cơm để cong thế để cong cho nó. Đi xuống nhà ăn. Để cong cho nó tí cầm về cho nó. Tí nó về. Cong để đây cho. No. Nó bảo chết. Nó mỏ. Ừ mỏ. Nó không biết sao ra. Ông bảo gì? Ông bảo là lạnh quá, ông không rượu. À, không cho ông uống à? Ừ em... Thôi em không kinh được đi đường nữa nhưng mua nha. Mời nhá. Máy chưa tổ rồi. Xe máy cũng thế thôi bây giờ. Dạ anh không giao thông, mới sợ mấy này anh rước rồi. Dạ anh chú ý kia chả có giao thông đâu mà. Chủ yếu là... Thôi, ăn cơm đi. Mời mọi người ăn cơm nhá, mọi người ăn cơm. Cơm đi. Mời em cơm nhá. Cơm nhá. Canh nhạt thế, không cho súp à? Em bỏ ít quá. Không cho súp vào nhạt quá. À trưởng thôn bây giờ được, ông ăn một nửa xé thịt gà cho ông miếng 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 lúc nấy rồi. Không biết là để đâu rồi. Cơm miếng lấy sao? Miếng nào cũng được. Đây miếng này. Đấy. Tay sạch mà xé được mà. Xé được cho ông mà. Ôi vô. Xé bé ra cho ông rồi. Khắc 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 khắc. Ông có điều cười cũng hay đấy chứ nhỉ. Đấy. Ông từ ông về xong bây giờ ông ngoan lắm. Ông gặp mình sáng sớm ông chào luôn. Chào luôn. No. 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 Đây, ăn cơm đi. Trung ơi. Ừ, ăn. Đây, thức. Ấy, ngon đấy, miếng ngon. Không. Ừ. Anh không ăn miếng đấy đâu. Anh ăn miếng nào? Anh ăn miếng xương thôi. Miếng xương à? Ừ. Sạch em cắt cho nhá. Ui, cắt lấy rồi. Em cắt cho sạch. Xài là có anh em gì với em không? Anh em nhau à? Không sợ hay là bạn? Cậu. À cậu cơ à? Cậu. Ừ. Mẹ của em là chị gái của cả sai. Nhưng mà vẫn là chị của vây bé anh em thôi. Anh em thôi, chị. Ăn cơm nhá. Ừ, ăn cơm đi, ăn đi. Tự nhiên nhau. À mà trưởng thôn đây thống nhất là mà ngày mai em đi đúng không? Ừ, mai em đi. Ừ, thế thì mai em lấy với một anh nữa là làm à? Vâng. Ừ. Cái hai người làm thôi gì?
Em chiều nay thì không biết là chiều nay là em có làm được cho cùng với hai nữa không? Làm cần chuẩn bị cỏ cho các thứ mà cho vợ. Thế là thống nhất là em không làm, em đi một tuần cơ mà thì chắc là không làm được rồi. Không làm được em cho hai. Cứ thống nhất là vật liệu các thứ mua xong đủ. Vật liệu là anh gửi tiền xong hết rồi nhá. Xong cho hai. Thì nếu mà chiều nay đi mua được ống với các kiểu, cái bệ các kiểu ấy, thì anh sẽ đưa tiền cho. Thì mua xuống dưới này chắc có mà. Có nhà. Cái bể kia Hà Giang mới có không? Không, bể dưới này không có à? Dưới này không có. Cái kia bể xuống Hà Giang không? Cái kia xuống Hà Giang. À, tận Hà Giang à? Ngay chỗ Cây Nam có mà. Thế để mai anh mua lên cho. Nhưng mà cái tiền ống, tiền ấy các kiểu thì chiều nay có cần luôn không? Tiền công cần thì công đúng không? Không, ống này, cái ống nó... ống thì ông nếu mà chưa cần đâu nhỉ, mai nhỉ. Nếu mà anh ước không, nếu mà anh ước không không mua lên được thì tự mua thì mình sáng mình làm nào thì đi anh ước để đưa tiền cho hai anh. Tao là thiếu cái gì đi mua nhá. Thiếu cái gì đi mua. Thế tiền công là thống nhất bao tiền? Đấy kích thước bao nhiêu thế? 3 triệu. 3 triệu à? 3 triệu tiền công. 3 người. Thế là trưởng thôn là không làm được. Thêm 2 người nữa. 3 triệu nhưng mà làm ok hết nhá. Rồi, chát chít các kiểu nhá. Đây, miếng của ông ở đây rồi. Đấy, xé cho ông nhé. Ông ăn hết rồi. Không cho. Thì con lại thang cái miếng của ông. Thì con lại thang cái miếng của ông. Cơm đi. Cơm đi, cơm. Đấy, xé cho ông ăn tiền gạo luôn. Sợ ông không ăn được rồi. Ông ăn khỏe lắm nhờ. Ông khỏe. Có một mình sắm sữa ông phải 2 gói mì. 2 gói cơ. Sáng nay em ra ông 2 gói mì. 2 gói mì. 1 quả trứng á. Ai sao. Được đấy. Ông vào. Trứng hôm trước ông mua lên. Mì vẫn còn. Trứng hôm trước kia ông ăn xong rồi. Ăn hết rồi á? Ăn hết rồi. Thế hôm nào lại lên mua lên tiếp cho. Không nhận ông ăn cũng khỏe. Ăn sắp tới 2 gói mì qua chín là cũng vừa vừa. Cách cái thống nhất như thế nào nhá. Được đó. Ôi, xong anh ước lại thế nào đấy? Hả? Sốt. Sao? Được rồi, được rồi, ông ơi. Ông ăn đi. Ông ăn đi. No. No. No mỏ. Ông còn chia thịt cho trưởng thôn. Rất quý trưởng thôn luôn. Sáng nay trưởng thôn còn đi lấy củi cho ông. Nào, mời anh em nhé. Vì là sáng nay là vợ thế là sáng nay vợ làm gì? Sáng nay là vợ cái củi mình để một đống ấy, xong là mình cũng lời cậy ra, xong là vợ không chưa cậy được, nên là mình không lấy được nhiều cho ông. Lấy được một tí. Hôm nào mà đi lấy xong được sao? Mình kia có nhiều mà. Ông khoan ạ, no rồi. Tôi hàng ra mới trả đơn. Ông ăn no vào nhá. Ê, không chỉ nhường nhá. Ông ăn no vào. No cay, no cay. No cay, no cay. No cay, no cay. Có ngà muối chả đúng thua mà no à? Dạ. Hả? Không ăn nữa, no không rồi. Ăn nữa. Đấy, thế thì băm này thì đâu nên mình không ăn. Cho nó giờ xuất từ mùa đó con no, cho nó biết chỉ no à? À, nó mì no mà. Quý mì. Nó để là bảo ông không ai ăn đâu. Cho nó biết chỉ no, cho nó giờ mùa đó co. Giờ tụi nó biết chế co. Sáng nay mua thịt lợn đen nào hoàng đấy. Ông không ăn tí mình. Tí này thôi 70.000. Thịt lợn xay ra này. Ông không ăn tí mình xong mình mang đi cướp cho ông. Cất cho ông thì mai ông ăn dần. Ông già rồi, ông quý lắm. Ăn cơm nhá, ăn nước rồi. Ăn cơm.